Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Như các bạn đã biết, sau một ngày sinh hoạt và làm việc, pin điện thoại chúng ta thường hết vào cuối ngày. Chúng ta thường có thói quen cắm sạc trước khi đi ngủ và rút sạc vào sáng ngày hôm sau khi ta thức dậy. Thói quen sạc pin này cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng viên pin của chúng ta. Sau khi pin được sạc đầy và ta vẫn tiếp tục cắm sạc trong một thời gian dài, thì dần dần pin điện thoại sẽ bị xuống cấp và pin sẽ bị chai nhanh hơn. Điều này ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng pin của chúng ta. Trong video lần này, mình sẽ giới thiệu các bạn một thiết bị có thể khắc phục được vấn đề trên. Đó chính là một chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh. Sau đây, mình sẽ mở hộp và giới thiệu về thiết bị này. Cùng theo dõi tiếp video nhé! Ok, và đây là hộp của sản phẩm ổ cắm hẹn giờ thông minh. Hộp nó nhìn rất đơn giản thôi, không có gì cả. Thiết bị này thì mình mua trên Shopee với giá 98.000. Bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm này thì mình sẽ để link của sản phẩm này ở dưới phần mô tả nha. À, giờ mình sẽ mở hộp thiết bị này nhé. Ok, đầu tiên là có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng này thì bằng tiếng Anh nha. Bạn nào mà tiếng Anh không được giỏi cho lắm thì có thể sử dụng từ điển để dịch nha, cũng không có gì cả. Ok, qua B. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta. Thiết bị ổ cắm này thì có mã là AL06 nhé. Và sử dụng điện là 220V. Công suất max là 10A và 2300W nha. Đánh giá qua về chất liệu của cái ổ cắm này thì mình thấy rất là cứng cáp, hoàn thiện rất là tốt. Nó có thể chịu được công suất những 2300W mà. Thì chất liệu nhựa đi kèm thì chắc là cũng phải là một chất liệu tốt để có thể chịu được dòng điện cao và lượng nhiệt sinh ra lớn. Đây là mặt trước của chiếc ổ cắm này. Thì gồm màn hình hiển thị, các phím bấm điều khiển và cài đặt, và phần ổ cắm. Còn ổ cắm này mình thấy với thiết kế này thì nó có thể sử dụng được, có thể là hầu hết các loại chân phích cắm của chúng ta, từ chân dẹp, chân tròn, rồi loại ba chân. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc ổ cắm này. Về phần màn hình hiển thị thì nó sẽ hiển thị các thông số về ngày giờ cũng như là chế độ hoạt động. Ở phía trên cùng là nó hiển thị thông số về ngày nha. Như ở đây là nó đang hiện Sunday là ngày Chủ nhật nha. Phía dưới là về giờ. Ngày giờ này thì mình có thể thay đổi được ở trong phần cài đặt nha. Phía dưới cùng là chữ OFF là hiển thị chế độ hoạt động của chiếc ổ cắm này. Chiếc ổ cắm này thì có 3 chế độ hoạt động. Thì chế độ hoạt động tên là OFF thì có nghĩa là chiếc ổ cắm này nó sẽ không cấp nguồn ra nha. Khi các bạn cắm vào đây thì sẽ không có điện. Tiếp theo chế độ AUTO. Chế độ AUTO là nó sẽ cấp nguồn và đóng nguồn theo giờ mình cài đặt nha. Tiếp theo nữa là chế độ ON. Chế độ ON có nghĩa là lúc nào cũng sẽ có nguồn điện ra nha. Nó sẽ như một chiếc ổ cắm bình thường. Lúc nào các bạn cắm vào đây thì cũng sẽ có điện.
Ok, giờ mình sẽ thử cắm trực tiếp cho các bạn xem nha. Ok, giờ mình sẽ thử các chế độ hoạt động của chế độ cắm này nha. Đầu tiên là chế độ off, thì là chế độ không cấp nguồn ra, thì đèn nguồn nó cũng sẽ không sáng nha. Mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Đó, như vậy là điện thoại cũng không thấy sáng lên, nghĩa là không có nguồn cấp ra nha. Tiếp theo là chế độ auto. Chế độ này thì ổ cắm nó sẽ đóng nguồn và cấp nguồn ra theo giờ mình cài đặt nha. Thì mình chưa cài giờ thì là mặc định nó sẽ là không có nguồn ra nha. Khi mình cài giờ vào rồi thì nó mới có thể cấp nguồn được. Thì chế độ này mình sẽ nói chi tiết ở sau. Giờ sẽ đến chế độ on nha. Đó, các bạn thấy màn hình điện thoại đã sáng, nghĩa là đã có nguồn ra nha. Thì chế độ on này thì lúc nào cũng sẽ cấp nguồn ra. Thì nó sẽ hiển thị đèn màu đỏ ở đây. Ok, giờ mình sẽ nói chi tiết về chế độ auto. Là chế độ hoạt động theo giờ mình cài đặt nha. Giờ mình sẽ cài thử giờ đóng nguồn và giờ mở nguồn cho các bạn xem nha. Thì bây giờ đang là 12 giờ 19 thì mình sẽ cài 12 giờ 21 sẽ là mở nguồn nha. Nên mình sẽ cài ngày trước, hôm nay là Sunday 12 giờ 19. Ok, giờ mình sẽ cài phút. Ok. Ok, và mình sẽ đợi đến 12 giờ 20 nha. Xem nguồn có được cấp không nha. Đó. Như vậy là nguồn đã tự động cấp nha. Đèn là đỏ đã tự sáng. Và giờ mình sẽ hẹn giờ để tắt nguồn điện của ổ cắm này đi nha. Cũng như thế thôi, nhưng mình sẽ chuyển sang phần off. Bây giờ mình sẽ chọn là 12 giờ 21 nha. Ok. Vậy các bạn đợi đến 12 giờ 21 xem nguồn có được tắt đi không nhé. Ok. Như vậy là các bạn thấy đèn nguồn đã tắt đi. Và điện thoại đã báo là không có nguồn điện nữa nha. Đó, như vậy là mình đã thử xong ba chế độ hoạt động của chiếc ổ cắm này. Chốt lại thì với chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh này với giá trên dưới 100.000 đồng thì theo mình là rất đáng mua. Với chiếc ổ cắm này các bạn có thể sạc pin điện thoại một cách hiệu quả hơn để có thể kéo dài tuổi thọ pin của các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có thể hẹn giờ bật tắt các thiết bị điện trong gia đình. À, ví dụ như là bật tắt bóng đèn, bật tắt quạt hoặc là các thiết bị điện khác, rất là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy video này hay thì hãy like và bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình. Trong video tiếp theo, các bạn muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy comment ở phía dưới video để mình biết nha. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.